Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em tiếp tục lại kênh của Sinh Mới Xe Cao Áp, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay thì mình có review lên mấy cái đầu máy nén rửa xe nha, súng ý nha anh em, bán súng ý, lọc, bét ý và dây rửa xe nha. Đó, bên này thì dây thì mới nhập về luôn nha anh em, mới nhập về. Rồi, trước tiên vào video clip thì mình xin chúc toàn thể anh em xem video clip câu tối đời này làm vui và sức khỏe nha, chuẩn bị cho một ngày mới thật là tốt lành. Thì để không làm mất thời gian của anh em thì sẽ đi vào chi tiết những món hàng này mình đang review nha anh em. Đầu ok nè, một đầu 311 rất là đẹp luôn nha. Đó, đầu ý, đầu win đúp. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ giới thiệu cho anh em nha anh em. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em dây rửa xe đi. Dây rửa xe này thì dây này là dây của Italia nha. Dây thì mình có hai loại, loại 8 ly và loại 10 ly. Đó, loại 8 ly là 1 SN là 5/16 là dây 8 ly, 7.9 mm nha. Là dây của Italia nha, Italia. Đó, dây này dây trơn, dây trơn thì xài anh em kéo thời gian thì nó sẽ không bị bong chóc nha, bong chóc. Đó, dây trơn. Đó, dây này là chịu áp được 215 bar nha. Đó, dây này là dây 8 ly, loại một loại thép nha, một loại thép anh em thấy không, một loại thép trong nó mà có cao su và một loại thép nha. Đó, dây 5/16 3120 BDI tương đương với 215 bar nha, 215 bar. Thì dây này là anh em nào mua bao nhiêu mét đó, mình sẽ gắn, mình sẽ kết bao nhiêu mét nha, kết cho anh em. Thì dây một loại này thì giá 60.000 một mét nha, 60.000 một mét. Thì mình sẽ bấm hai đầu cho anh em, bấm hai đầu 60.000 một mét. Còn loại này là có hai lớp nha, hai lớp thì nó có phần là 3/8, hai lớp nó có nó loại là 3/8, đúng cũng 5/16 luôn, nhưng mà nó có hai lớp thép nè, trong này nó có hai lớp thép nữa, là thích hợp cho anh em xài cho máy áp cao, áp từ 150, 200, 300. Đó, con dây hai lớp thép á, là chạy được áp 300, 353 nha. Đó, mình vẫn có nhập mà mình chưa chưa tháo là chưa quay cho anh em. Dây hai lớp 5/16 có hai lớp nữa nha anh em, hai lớp rồi, cái này là 300, 330 nè, 330 hai lớp. Rồi hai lớp thì giá 70.000 mét nha, 70.000 mét. Thì anh em nào mua bao nhiêu mét thì mình sẽ cắt bao nhiêu mét nha. Rồi, bên này thì dây cũng là dây 3/8, 3/8 là 10 ly nha, 10 ly. Lõi nó hơi to nha anh em, to hơn 10 ly. 3/8. 3/8 này nó có chịu áp được 183 nè. Dòng này là dòng xài lưu lượng nha, lưu lượng nước. Đó, có lưu lượng nước. Thì dây này thì anh em mua thì 65.000 mét nha anh em. 65.000 mét. Là anh em mà mua 10m, 15m, 20m thì được hết nha. Đó, mình bán cắt ra bán cho anh em nha. Dây trơn rất là mềm và dẻo luôn nha. Đó, rất là mềm và dẻo luôn. Đó, dây trơn. Rồi bên này thì cũng có dây loại này là bố thường nha anh em. Đó, này cũng một lớp thép nè, dây 8 ly nè. Đó, dây này thì anh em xài cho máy xài gia đình rửa xe, máy vừa nha anh em. Đó, dây này thì nó không được tốt bằng cái dây này. Dây này thì giá 50.000 mét, 50.000 mét 5/16 8 ly nha. 50.000 mét nha. Đó, 50.000 mét. Rồi. Tiếp tục thì bên này cũng có dây nữa nha. Bên này thì dây mình nhập về nè. Dây cũng 8 ly nè. 8 ly. 8 ly và một lớp nha, một lớp bố 8 ly. Đó, dây mình nhập về bán một rắp bộ hay là bán lẻ cho anh em luôn nha. À, bán mét cho anh em. À, thì dây này cũng 50.000 một mét nha anh em, 215 bar nè. Đó, 50.000 một mét. Rồi. Tiếp tục thì có mấy cái súng nha anh em. Súng này là súng cao áp, súng Italia. Đó, có 3 loại. Trời đúng hơn 10 xíu nha anh em, 3 loại. Thì con này là có mã số là SG35 353. Đó, 353 nha. 45 lít nha anh em. Mắc anh Italia nha, Italia. Nên thấy Italia. Súng này thì nó rất là nhạy luôn. Súng này tốt hơn mấy súng này nha anh em. Đó, súng này thì giá là 1.6 triệu nha, 1.6 triệu bán súng này. Đó, 1.6 triệu.
Còn loại này thì một giá 1,5 triệu nha, Marketing Italia nè. Ở Italia. Trời nó mưa rồi nha anh em. Đó, mình sẽ quay nhanh cho anh em xem. Đó, giá 1,5 triệu. Còn loại này thì cũng Italia luôn nha. Đó, loại này cũng mát 353 nè. Đó, 353 45 lít. Mấy cái này là có chống xoắn dây hết nha, chống xoắn dây nè. Chống xoắn dây nha. Đó. Thì này là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu. Đó, chống xoắn dây. Rồi. Này thì mình có hai có loại cốc lọc và bét nha, cốc lọc nha. Lọc này lọc inox. Đó, răng răng này răng 21 nha, có loại răng 21, có loại răng 17. Thì răng 21 và 17 nha anh em. Giá thì 200 ngàn một cái cốc lọc nha, 200 ngàn cái cốc lọc. Đó. 200. 200 ngàn nha anh em. Đó, bét ý thì bét có bét loại 1 ly 1, loại 1 ly 2, 1 ly 3, 1 ly rưỡi nha. Đó, bét này là 250 ngàn một cái bét. Đồ bét 250. Đó, 250. Có bán rulo, bán chuyên cái rulo. Rồi, tiếp tục thì có đầu ok 511 nha, 511 thì có được 3 đầu 511 à. Đó, nó hơi chóc xí sơn nha, mà hàng còn nguyên riêng hết nha. Đó, 511. Con này là đi sứ của nó là 22 ly nha, nước rất là nhiều luôn. Đó, rửa xe tải, xe ben, ben thấy không? Còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Đó. Con này thì có mã số là 3 số 1 nha, 3 số 1, xí sơn còn nguyên riêng hết nha. Đó. Con này thì giá là 7 triệu nha em, 7 triệu là mình sẽ test chạy ok hết nha. Giá 7 triệu. Đó. 511. Đi sứ 22 ly. Rồi. Trời nó sắp mưa rồi nha em. Đó, mình sẽ quay có một con ok 31 này rất là đẹp luôn nha. Ok 31. Nguyên riêng nguyên bản luôn nha, nguyên riêng nguyên bản. Đó, mới tháo thùng thùng ra. 311. VH1520. Đó, nước sơn còn nguyên riêng luôn nha em, nó bông nha. Đó, 311. Rồi, con này thì giá 6,5 triệu nha. 6,5 triệu là mình làm test chạy ok hết nha. 6,5 triệu 311. Con này mấy con này 511 nha anh em, 511. Đó, quá đẹp luôn. Cái sơn hơi chóc xíu nha. Đó, có sao nói vậy nha anh em. Cái sơn thì hơi chóc. Con này thì có con đầu hai có mấy cái đầu ý nha, đầu ý. Đầu ý này là đầu 6.5G13. Đó, 6.5G13. Con này thì áp lên cỡ 100, 120, lưu lượng nước rất là nhiều luôn, lưu lượng nước rất là nhiều. Chạy motor từ 5 đến 7 ngựa rất là khỏe luôn nha anh em. Rồi, con này là đi sứ 22 ly nguyên riêng luôn nha, thì giá này là 6,5 triệu nha anh em, 6,5 triệu. Đó, 6,5 triệu nha, quá đẹp đồng hồ riêng luôn à. Rồi, này cũng có con đầu ý nha, con đầu ý này là 6 triệu nha, đầu ý này là 6 triệu. Đó, đầu ý này là thì sứ của nó là 20 ly là 5.5 là 20 ly nha, 20 ly. Thì lỗi mấy em này dù rồi mình có hai con đầu ý, hai con đầu ý rất là đẹp luôn, tháo trong thùng ra luôn nha, hai con đầu ý nè. Đó, hai con đầu ý. Đầu này là tí sứ 22 ly. Đó, hai con nha, tay hồi riêng của nó luôn nha, tay hồi xài súng rất là đã luôn, kịch rất là đã luôn nha. Đó, tay hồi xài súng. Rồi, hai con này thì 6,5 triệu nha anh em, 6,5 triệu hai con này. Đó, anh em thấy không, cái mặt nè quá đẹp luôn. Rồi, hai con đầu ý tiết xứ 22 ly nha. Con này có bu ly sẵn luôn nha anh em. Đó, này nó có cái bánh trớn nè, bánh nó đang tháo ra là nó có cái cốt mà. Đó, xài bu ly, chạy bu ly nha. Dòng này chạy bu ly rất là ngon luôn nha anh em. Đó, chạy rất là êm luôn. Rồi, này có hai con quen đúp nha, quen đúp 3HP60G và con quen đúp 3HP60B nha. Xong rồi. Nguyên riêng luôn nha anh em. Đó, con này là tí sứ 20 ly, con này tí sứ 20 ly luôn nha. Con này thì nó tháo trong cái thùng nó hơi sát xíu, máy ốc hơi sắt này. Đó. Con này thì cũng có tay hồi luôn nha, tay hồi.
phải đi xứ 20 ly. Rồi thì con này là bán anh em 6 triệu nha, 6 triệu này. Đó, còn con này là cũng 6 triệu rưỡi luôn nha anh em, 6 triệu rưỡi. Con này dầm có bu ly đẹp hơn. Rồi trời nó cũng mưa quá nha. Đó. Rồi anh em nào cần thì có bao nhiêu hàng đó nha, anh em nào cần thì hãy liên hệ nha anh em. Đó. Mình sẽ chụp hình và gửi qua Zalo cho anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em.